Ban bí thư chỉ đạo xử lý vụ án tổ chức đánh bạc, lừa đảo, rửa tiền. Một vụ án có quy mô đặc biệt lớn, sử dụng công nghệ cao được cho liên quan đến cán bộ của lực lượng công an. Ngày 11 tháng 3, Ban bí thư họp dưới sự chủ trì của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng để nghe Đảng ủy Công an Trung ương và các cơ quan chức năng liên quan báo cáo kết quả điều tra vụ án tổ chức đánh bạc, lừa đảo, rửa tiền. Ban bí thư cho rằng đây là vụ án có quy mô đặc biệt lớn, sử dụng công nghệ cao, tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, nhạy cảm, liên quan đến nhiều người, nhiều ngành, nhiều địa phương, liên quan đến cán bộ của lực lượng công an, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đã chủ động, tích cực chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố, điều tra vụ án và báo cáo kết quả bước đầu với Ban Bí thư. Ban Bí thư yêu cầu Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp với các cơ quan chức năng chỉ đạo tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các đối tượng có liên quan, xử lý nghiêm minh theo quy định của Đảng và pháp luật nhà nước, với tinh thần kiên quyết, chặt chẽ, khách quan, chính xác, đúng người, đúng vi phạm, đúng pháp luật. Trước đó, tại hội nghị trực tuyến toàn quốc của Ban chỉ đạo chương trình quốc gia phòng chống tội phạm ngày 29 tháng 1, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cho hay, gần đây nổi lên tình hình sử dụng công nghệ cao để đánh bạc qua mạng Internet với quy mô xuyên quốc gia và có giá trị lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Vừa qua, Công an Phú Thọ đã phá được vụ án đánh bạc có tổ chức xuyên quốc gia, thu được trên 1.000 tỷ đồng. Số ngoại tệ đánh bạc chuyển ra nước ngoài theo thống kê ban đầu ước chừng 3,6 triệu USD, Phó Thủ tướng nói. Ngoài vụ đánh bạc quy mô lớn này, theo Phó Thủ tướng có thể còn nhiều đường dây cờ bạc xuyên quốc gia khác làm số ngoại tệ chảy ra nước ngoài mỗi ngày tới vài triệu USD. Cũng trong tháng 1, tại cuộc họp báo của Bộ Công an, phóng viên đã nêu câu hỏi về vụ đánh bạc trên mạng Internet ước tính hàng nghìn tỷ đồng và đang được đồn thổi có liên quan nhiều cán bộ công an. Nhà chức trách xác nhận đã giao Công an tỉnh Phú Thọ thụ lý. Vụ án đã được khởi tố. Trong quá trình điều tra, nếu phát hiện những vấn đề liên quan, lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo phải xử lý nghiêm, đại diện Bộ Công an nói. Ai đã điều hành đường dây đánh bạc nghìn tỷ liên quan đến tướng công an? Phan Xào Nam và Nguyễn Văn Dương là những người cầm đầu đường dây đánh bạc nghìn tỷ liên quan đến thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa, cục trưởng cục C50, cục cảnh sát công nghệ cao. Ngày 11 tháng 3, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố bị can bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Thanh Hóa, sinh năm 1958, nguyên thiếu tướng, cục trưởng cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao C50 Bộ Công an về tội danh tổ chức đánh bạc. Ông Hóa là một trong khoảng 80 bị can bị khởi tố, trong đó có nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty VTC Online Phan Xảo Nam và Nguyễn Văn Dương, chủ tịch hội đồng quản trị công ty trách nhiệm hữu hạn CNC. Được biết, ông Nguyễn Văn Dương là con rể của cựu bí thư thành ủy Hà Nội, ủy viên Bộ Chính trị Phạm Quang Nghị. Phan Xảo Nam và Nguyễn Văn Dương là ai? Theo báo Tuổi Trẻ, tháng 9 năm 2017, Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án khi chính thức đánh sập một đường dây đánh bạc xuyên quốc gia. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã phát hiện ra đường dây đánh bạc này có sự tham gia và hỗ trợ của một số cán bộ công an. Sau đó, Bộ Công an đã giao cho các đơn vị nghiệp vụ phối hợp cùng với Công an Phú Thọ thụ lý vụ án. Sau khi khởi tố vụ án, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Dương, trú tại Hà Nội, là con rể của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị. Ông Nguyễn Văn Dương, một trong hai bị can được xác định là cầm đầu đường dây đánh bạc xuyên quốc gia, có liên quan tới cựu thiếu tướng cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa, vốn là một doanh nhân khá thành đạt. Bằng chứng là tính đến cuối năm 2016, ông Nguyễn Văn Dương, sinh năm 1975, vẫn sở hữu đến 99,29% cổ phần của công ty cổ phần đầu tư UDIC. Tại thời điểm đó, công ty cổ phần đầu tư UDIC có vốn điều lệ 528.373 triệu đồng và có số cổ phần ông Dương nắm giữ theo mệnh giá là 524.625 tỷ đồng.
nên biết rằng công ty cổ phần đầu tư UDIC là một cái tên lớn nhất trong liên doanh 4 nhà đầu tư tham gia dự án BOT đầu tư xây dựng hệ thống cao tốc Bắc Giang, thành phố Lạng Sơn, đoạn km 45 100 đến km 108 500. Kết quả hợp tác tăng cường mặt đường quốc lộ 11 đoạn km 1 800 đến km 106 500 tỉnh Bắc Giang và tỉnh Lạng Sơn. Theo vụ đối tác công tư, Bộ Giao thông Vận tải, đây là dự án bốt giao thông nhóm A với tổng mức đầu tư lên đến 12.186,66 tỷ đồng. Dự án được khởi công ngày 5 tháng 7 năm 2015 và có thời gian vận hành khai thác thu phí dự kiến 21 năm 5 tháng. Cùng với ông Vũ Kim Hà, ông Nguyễn Văn Dương là hai cổ động viên sáng lập nên công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao CNC, đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động dịch vụ hỗ trợ thanh toán tín dụng năm 2011. Ông Nguyễn Văn Dương và ông Phan Sảo Nam, nguyên chủ tịch của VTC Online, thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao nhằm tổ chức đánh bạc qua mạng với quy mô hàng ngàn tỷ đồng. Những ngày vừa qua, vụ án đánh bạc qua mạng Internet với quy mô hàng nghìn tỷ đồng bị triệt hạ đã khiến cho dư luận xã hội xôn xao. Vụ án đặc biệt không chỉ bởi quy mô, giá trị mà nó còn có khiến dư luận choáng váng bởi sự liên quan của ông Nguyễn Thanh Hóa, cựu cục trưởng Cục Cảnh sát Công nghệ cao C50 Bộ Công an, cùng nhiều cán bộ trong lực lượng công an. Ngay sau khi khởi tố vụ án, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can bắt tạm giam với ông Nguyễn Văn Dương, sinh năm 1975, trú tại Hà Nội. Ông Dương được xác định là một trong những bị can cầm đầu đường dây đánh bạc. Không loại trừ khả năng CNC là một mắt xích trong vụ án đánh bạc và tổ chức đánh bạc đặc biệt nghiêm trọng do Công an tỉnh Phú Thọ đang thụ lý vì nó có liên đới tới cựu thiếu tướng Cục trưởng Cục C50 Nguyễn Thanh Hóa. Tại công ty CNC, ông Nguyễn Văn Dương là người chi phối cổ phần và cũng trực tiếp đứng tên Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm người đại diện pháp luật. CNC được thành lập ngày 30 tháng 9 năm 2011, theo đăng ký kinh doanh, thay đổi ngày 17 tháng 3 năm 2016, vốn điều lệ của cả CNC là 20 tỷ đồng, trong đó giá trị góp vốn của Nguyễn Văn Dương là 19 tỷ, chiếm trên 95%. 5% số vốn còn lại, tức 1 tỷ đồng, được đứng tên bà Lưu Thị Hồng, thường trú tại tổ 7, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội. Số vốn này của bà Hồng được chuyển nhượng từ cổ đông sáng lập CNC là Vũ Kim Hà. Ông Nguyễn Văn Dương được xác định là một trong những bị can cầm đầu đường dây đánh bạc. Người thứ hai, cơ quan điều tra xác định cùng cầm đầu đường dây đó là ông Phan Sảo Nam, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị VTC Online, doanh nghiệp chuyên về game online được thành lập từ năm 2008. Phan Sảo Nam chính là người đem về 10 triệu đô la Mỹ của quỹ đầu tư DWS Việt Nam cho VTC Online và giúp cho công ty này có những bước phát triển mạnh mẽ. Tháng 1 năm 2018, VTC Online đã thay đổi người đại diện pháp luật. Ngoài ra, VTC Online của ông Nam còn là chủ tịch hội đồng quản trị công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên truyền thông đa phương tiện VTC HCM, nhưng công ty này đã bị ngừng hoạt động. Đánh hơi được việc bị cơ quan công an sở tới nên ông Phan Sảo Nam đã bỏ trốn nhưng không thoát. Ngày 28 tháng 8 năm 2017, Phan Sảo Nam và Nguyễn Văn Dương đã bị khởi tố bắt tạm giam về tội tổ chức đánh bạc. Riêng Phan Sảo Nam sau một thời gian bỏ trốn ra nước ngoài đã về nước đầu thú và nộp lại hơn 1.000 tỷ đồng tiền thu lợi bất chính. Theo báo Thanh Niên, đây là đường dây hoạt động theo phương thức kinh doanh các game đánh bạc trái hình trên mạng Internet với số lượng hàng chục nghìn người trong và ngoài nước tham gia với khoản tiền giao dịch lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Đường dây đánh bạc trên mọi hoạt động trong thời gian dài có sự tiếp tay của một số cán bộ công an, trong đó có ông Nguyễn Thanh Hóa. Từ cuối năm 2017, ông Nguyễn Thanh Hóa và nhiều cán bộ thuộc C50 đã bị đình chỉ chức vụ công tác để kiểm điểm các sai phạm có liên quan. Đến nay, cơ quan điều tra công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố
80 bị can tiến hành bắt giữ 38 người về các hành vi tổ chức đánh bạc, rửa tiền, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Quá trình thụ lý vụ án, cơ quan công an đã thu giữ tài sản, tang vật liên quan lên đến hơn 1.000 tỷ đồng. Ngày 11 tháng 3 năm 2018, ông Nguyễn Thanh Hóa, cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao đã bị khởi tố và bắt giam để điều tra vì liên quan đến đường dây đánh bạc quy mô lớn. Ông Nguyễn Thanh Hóa, sinh năm 1958, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội. Trước khi bị bắt, ông Hóa từng công tác tại Cục Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế C46 Bộ Công an. Năm 2008, ông được bổ nhiệm làm Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, rồi giữ chức Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khi đơn vị này được thành lập năm 2009. Quá trình công tác tại C50, ông Nguyễn Văn Hóa được phong hàm thiếu tướng, trực tiếp chỉ đạo các chuyên án quan trọng như công ty cổ phần đào tạo trực tuyến MB24 lừa đảo chiếm đoạt tài sản, công ty Cộng đồng Việt, Tâm Mặt Trời, kinh doanh đa cấp hay vụ đấu tranh với ổ nhóm tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia, thuê đường truyền Internet tốc độ cao, thiết lập mạng VPN, lập các khu thu phát tín hiệu Wi-Fi trái phép ở khu vực biên giới Quảng Ninh, Tây Ninh để kết nối với các sòng bài ở Campuchia tổ chức đánh bạc trực tuyến. Cuối năm 2017, ông Nguyễn Văn Hóa đã bị đình chỉ công tác để kiểm điểm các sai phạm có liên quan. Sau đó, ông Hóa đã nhập viện để chữa trị. Thời điểm bị bắt, ông Hóa đang nằm điều trị tại Bệnh viện 198 Bộ Công an Hà Nội. Bộ Công an cho biết ông Hóa bị bắt vì liên quan đến vụ án sử dụng mạng Internet để thực hiện hành vi trái phép chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh thành khác. Qua hơn nửa năm điều tra vụ án, cơ quan an ninh điều tra đã xác định ông Nguyễn Văn Hóa cùng nhiều bị can khác tham gia tổ chức đánh bạc qua mạng Internet trên hai trang web. Có hàng trăm con bạc là khách hàng thường xuyên của các trang web này. Số tiền đánh bạc qua đây có thời điểm lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Ngày 11 tháng 3 năm 2018, ông Nguyễn Văn Hóa đã bị Chủ tịch nước Trần Đại Quang ký quyết định tước danh hiệu Công an Nhân dân. Một nguồn tin của báo Thanh Niên cho biết việc điều tra này chưa dừng lại ở truy cứu trách nhiệm cá nhân ông Nguyễn Văn Hóa, mà còn có thể tiếp tục làm rõ và khởi tố một số cán bộ từng chức vụ cao hơn ông Nguyễn Văn Hóa tại Bộ Công an. Xin được nhắc lại, theo Điều 249 Bộ Luật Hình sự năm 1999, tội tổ chức đánh bạc hoặc cá bạc được quy định như sau. 1. Người nào tổ chức đánh bạc hoặc cá bạc với quy mô lớn hoặc đã bị xử phạt hành chính vì hành vi quy định tại điều này và điều 248 của bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì bị phạt tiền từ 10 triệu đến 300 triệu đồng hoặc phạt tù từ 1 đến 5 năm. 2. Phạm tội một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 3 đến 10 năm. A. Có tính chất chuyên nghiệp. B. Thu lợi bất chính lớn, rất lớn hoặc đặc biệt lớn. C. Tái phạm nguy hiểm. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 100 triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.